Chap 171, ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Chờ Giang Thần đang sốc lại tinh thần cho mọi người và sẵn sàng công nghệ va với bất cứ thằng nào bằng nắm đấm, thì bên ngoài những chiến thuyền đã bay lơ lửng trên hoàng cung của Chu Tước Cổ Quốc. Trong hạn đội thuyền bay do Cố Trường Ca chỉ huy, có không ít những chiến thuyền của các thế lực tại Tiên Cổ Đại Lục mà trước đây anh Cố đã khống chế làm nô dịch. Trong đó phải kể đến Hắc Thiên Ưng nhất tộc, Cổ Đăng Xà nhất tộc, Thần Ngạc nhất tộc, Tiên Cổ Long tộc. Tất cả các cổ tộc này anh Cố chỉ cần ố là à lố cái là đến để hộ tống Tử Dương Thiên Quân cùng tù binh của Tử Phủ đến Chu Tước Cổ Quốc. Trong hoàng cung Chu Tước, Sở Hạo đang vô cùng phẫn nộ với hành động này của anh Cố méo coi ai ra gì. Ở đây là méo để Chu Tước Cổ Quốc vào mắt ấy và sự nhu nhược của các tiên cổ, mà liên tục càm ràm về chuyện này với quốc chủ và lão Bạch Dương. Thật đáng buồn, ta đã đánh giá thấp sự sợ hãi của những thế gia và tông môn này đối với Cố Trường Ca rồi. Bọn họ thà rời bỏ quê hương và đi đến những nơi khác, cũng không muốn lúc này cùng chúng ta chiến đấu chống lại Cố Trường Ca. Thật đúng là một đống rác rưởi, cổ quốc chúng ta trước kia ủng hộ họ như vậy mà bây giờ đều là cho chó ăn rồi. Lão quốc chủ thấy thằng con cứ lăng tăng méo thấy hành động thì lão nói: "Hạo Nhi, con phải nghĩ cách để cho Chu Tước Cổ Quốc của chúng ta tránh khỏi nguy cơ lần này." Xong lão ba của hắn thở dài buồn bã quay sang nói với lão Bạch Dương: "Dương Tôn, lần này e rằng thật sự là phải dựa vào Thái Thượng Động Thiên rồi. Tử phủ bây giờ trở thành mục tiêu công kích của tất cả, khoảng thời gian này cùng với các đại đạo thống cũng sẽ chiến đấu lên đến đỉnh điểm." Ngay lúc này, trận chiến giữa Tử phủ và các đại đạo thống khác đang diễn ra vô cùng ác liệt. Hai bên đang tung ra vô số những chiêu thức mạnh mẽ hướng về đối phương mà đánh. Quay trở lại với hoàng cung Chu Tước Cổ Quốc, lão quốc chủ đưa tay ôm đầu tuyệt vọng nói: "Trận chiến kia, Trường Sinh Cố gia lập tức sẽ tham chiến, Tử phủ e rằng sẽ không chống đỡ được trong bao lâu nữa. Hiện tại bọn họ đã không còn đường lui, nhất định sẽ chia người ra cứu lấy Tử Dương Thiên Quân ở trong tay của Cố Trường Ca. Để bảo toàn hương hỏa, tên đó đưa Tử Dương Thiên Quân dừng ở đây không chịu rời đi, chính là để đến lúc đó nhân lúc hỗn loạn thuận tiện làm ảnh hưởng đến chúng ta." Nghe lão ba phân tích xong, Sở Hạo biết tương lai quê hương của hắn đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi bún chỉ vì anh Cố thì cay lắm. Hắn nắm chặt tay tức giận chửi thề: "Mã cha nó ức hiếp người quá đáng rồi, nếu như hắn thực sự không chịu tha cho chúng ta, vậy thì con cũng chỉ có thể. Nghe thấy Sở Hạo căm phẫn gằn giọng như thế, lão Bạch Dương bất giác thở dài trong lòng nhận xét: "Ây da, chỉ vì một nữ nhân mà mất đi phương hướng, còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa chứ." Cảnh chuyển đến bên trong chiến thuyền nơi giam giữ mấy người bị Nhan Ngọc bắt giữ ở cấm khu tiên cổ. Lúc này Ngưu Điền đang hỏi Giang Thần: "A Thần, chiếc thuyền đồng chở chúng ta xuyên không đến đây là xuất hiện như thế nào vậy?" Giang Thần đáp: "Lúc đó ánh sáng mãnh liệt chói quá cho nên tôi chỉ nhớ một vài đoạn ký ức, khi tỉnh lại thì đã ở thế giới này rồi." Không nghe được đáp án mình cần, Ngưu Điền gãi đầu gãi tai thở dài tiếc nuối: "Ây da, nếu như biết được cái thuyền nhỏ đó từ đâu đến thì tốt rồi, nó có thể đưa chúng ta đến đây, đương nhiên cũng có thể đưa chúng ta quay về." Giang Thần nghe xong cũng đồng ý điều này. Đúng vậy, bất giác Giang Thần đưa tay xoa xoa vào cái bụng 6 múi của mình thầm nghĩ: "Chiếc thuyền đồng thau, lúc đó chúng ta đang còn ở trong lòng đất tìm kiếm." Sau đó Giang Thần nhớ lại lúc đang cùng mọi người đi khảo cổ tại một di tích nào đó. Khi này bọn họ đang tiến vào một mật thất, bên trong có rất nhiều xương trắng quái thú như Godzilla. Mọi người soi đèn pin nhìn ngó xung quanh, có người lên tiếng: "Đó là tế đàn sao? Những xương thú này lớn thật, trước khi chết phải là dị thú khổng lồ như thế nào đây?" Lúc này mọi người đang soi đèn về phía cánh cửa lớn có vô số những hoa văn và ký tự cổ xưa, chính giữa là một viên bi sắt to tròn. Giang Thần tiếp tục hồi ức của mình, không dễ gì mới phát hiện được di tích được ghi chép trong lời đồn. Lúc đó cũng không biết là ai đã kích phát cơ quan ở trên tế đàn. Đột nhiên có một luồng sáng rực xuất hiện, sau đó mọi người đều bị ngất đi. Tiếp theo là chiếc thuyền đó xuất hiện từ trong cơ thể của mình. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, Giang Thần ngẩn người thầm thắc mắc, tại sao trong cơ thể mình lại có thứ kỳ lạ như vậy chứ? Khác xa với thanh niên nghiêm túc Giang Thần, Ngưu Điền lúc này lại đang vô cùng thoải mái đi giác thính. Khứa này hướng về một cô gái đang thút thít mà xén xúa rằng: "Vương Ngưng, đừng khóc nữa, không sao đâu, có Ngưu ca tôi ở đây rồi." Cơ mà nghe Ngưu Điền thả thính xong, cô gái kia chẳng những không vui lên mà còn tức giận mắng lại: "Cậu bị bệnh sao Ngưu Điền? Bệnh thần kinh của cậu đến lúc đều không thể tém lại được sao?" Bỗng lúc này, Giang Thần nhớ ra được chuyện gì đó liền liếc mắt nhìn rồi thầm nhận định: "Đúng rồi, Nhược Âm, lần này thám hiểm khảo cổ tất cả mọi người đều nhận lời mời của Nhược Âm mà tới, có lẽ là cô ta biết vài điều gì đó." Nói rồi Giang Thần bước đến chỗ Tiêu Nhược Âm đang ngồi ủ rũ chất vấn: "Nhược Âm, cô hãy nói thật cho tôi biết, di tích chúng ta đã đến đó rốt cuộc là nơi nào, cô biết được bao nhiêu về thế giới này?" Nghe Giang Thần hỏi mình như vậy, Tiêu Nhược Âm cũng trầm mặc một hồi lâu, sau đó cô ta mới lên tiếng đáp: "Thật ra, đây là thế giới xuất hiện trong giấc mơ của tôi." Nghe được câu trả lời của Tiêu Nhược Âm thì thanh niên Giang Thần cũng sốc người, hắn ta hoang mang trợn mắt nói: "Quát đờ phát, cái méo gì vậy, thế giới trong mơ á, cô đùa tôi đấy à?" Bên ngoài thì sốc ngang thế nhưng trong lòng Giang Thần lại nhận định một điều rằng Nhược Âm chắc chắn che giấu điều gì đó. Đúng lúc này khứa tóc đỏ Ngưu Điền nhìn ra ngoài song sắt nói lớn: "Không ổn, có người đang đến." Nghe vậy cả Giang Thần lẫn Tiêu Nhược Âm cũng là giật mình thon thót, tất cả mọi người lúc này đều căng thẳng hướng ánh mắt về phía ngoài song sắt. Lên dây cót tinh thần chuẩn bị đón những người mà đối với bọn họ là vô cùng xa lạ và bí ẩn.
và không có gì bất ngờ, lươn chúa Cố Trường Ca Thù Lù xuất hiện ở bên ngoài với vẻ điển trai cùng biểu cảm lạnh lùng boy. Anh ngầu như cái bồn cầu đi bên cạnh Nhan Ngọc với cặp bưởi khủng bố to chà bá. Lúc này Nhan Ngọc nói với anh Cố, chủ nhân, chính là bọn họ đó, bọn họ thường nói mấy từ khó hiểu hiểu như cái gì mà khảo cổ, cái gì mà xuyên không, báo cảnh sát, ba con sâu vân vân và mây mây. Nhan Ngọc nghe xong mà méo thể hiểu nổi, anh Cố nghe xong cũng không lên tiếng. Thanh niên quan sát Giang Thần và Tiêu Nhược Âm rồi thầm đánh giá, hai người này thoạt nhìn là nhân vật chính, còn người phụ nữ này. Cố Trường Ca tiếp tục nhận định Khứa Tóc Đỏ, anh chàng này có chút phẩm hạnh và địa vị, còn những người này cũng chỉ là những người qua đường. Sau khi quan sát và đánh giá tất cả những người mới xuyên không đến đây xong, anh Cố mỉm cười nói với Nhan Ngọc. Có lẽ là cách nói của quê hương bọn họ cô không cần phải để ý trong lòng đâu, anh Cố tiếp tục nhận xét đám người kia. Ngôn ngữ và cách ăn mặc của những người này ngược lại là có chút giống với quê hương của ta. Chỉ có điều khẩu súng lục chạy bằng đá linh hồn kia trông không giống sản phẩm của trái đất. Trong lúc anh Cố đang mãi suy đoán thì lúc này Nhan Ngọc lạnh lùng gượng quay sang hỏi. Chủ nhân, những người này nên xử trí thế nào, đều giết hết sao? Nghe Nhan Ngọc nói vậy, những người bị nhốt bên trong cũng muốn đái ra quần, có người hoảng sợ lên tiếng. Vừa nãy cô ta nói muốn giết chúng ta sao, tại sao chứ, dựa vào cái gì mà đòi làm như vậy? Anh Cố cũng méo thèm quan tâm đến những người khác, anh chỉ tay vào Tiêu Nhược Âm rồi ra lệnh, đưa cô ta ra ngoài. Quá bất ngờ trước hành động này của Cố Trường Ca, cả Tiêu Nhược Âm và Giang Thần đang đứng bên cạnh đơ như cây cơ luôn. Sau chừng là 3 giây Giang Thần mới hốt hoảng đứng ra che chắn phía trước Tiêu Nhược Âm quát lớn. Các ngươi muốn làm cái gì, ngoài thì mạnh mõm như vậy nhưng trong lòng Giang Thần lại đang vô cùng hoang mang, không ổn, nữ nhân đó giết người như ngoé. Nhược Âm biết được tin tức của thế giới này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở bên ngoài, Nhan Ngọc thấy hành động của Giang Thần thì nóng mắt vô cùng, cô ta đỏ rực hai mắt hỏi ý kiến anh Cố. Chủ nhân, đây, có cần giết hắn không? Anh Cố chưa vội trả lời mà trong lòng tính toán rằng, mặc dù với khí vận hùng hậu của mình bây giờ, cho dù là giết đám khí vận chi tử này thì cũng không phản phệ mình được, nhưng nên giết thì phải giết. Sau khi suy nghĩ xong, anh Cố lạnh lùng nhìn Giang Thần hỏi, ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hỏi xong anh Cố thầm cười nhạo trong lòng, ừ, đây đúng là chuyện mà đám khí vận chi tử luôn thích thể hiện, làm màu làm mè hoa lá hẹ. Bỗng nhiên lúc này Khứa Tóc Đỏ Ngưu Điền chấp hai tay hướng về anh Cố vội vàng nói, chờ đã, đại ca đừng nóng giận, người anh em này của tôi đầu óc hắn không được tốt lắm, đại ca đừng để bụng với hắn. Nhan Ngọc đứng bên cạnh nghe hai chữ đại ca mà sầm mặt xuống méo hiểu là thế nào, ha ha. Nghe thấy thanh niên tóc đỏ nói như vậy thì Giang Thần tức giận quát lớn, Ngưu Điền, Nhược Âm tuyệt đối không thể giao ra được. Thấy Giang Thần cố chấp không chịu hiểu tình hình trước mắt đang rất chi là tình hình, Ngưu Điền liền quay lại đưa một ngón tay lên ra hiệu thì thầm rằng, A Thần, đừng điên nữa, đây không phải là choảng nhau trên đường phố, người ta dễ dàng nghiền chết chúng ta bằng một ngón tay đấy. Hơn nữa, người ta cũng không nói sẽ làm gì mỹ nhân cả, bình tõm đi, đừng có sủa nữa. Dù Ngưu Điền ra sức khuyên can như vậy, nhưng Giang Thần vẫn tức giận nghiến răng nói, cậu quên thầy giáo bị cô ta giết thế nào khi mới đến đây à, nếu Nhược Âm đi theo bọn họ có thể có kết cục tốt sao? Tiêu Nhược Âm nhìn thấy Giang Thần vì mình mà anh hùng rơm như vậy thì cũng cảm kích gọi thầm tên anh trong lòng. Giang Thần, lúc này Nhan Ngọc không thể chịu thêm được nữa, cô ấy liền mở cửa phòng giam rồi đe dọa. Bây giờ, một là ngươi tự bước ra, hai là ta sẽ giết sạch người khác rồi bắt ngươi ra. Chủ nhân của ta không so đo với các ngươi, ta cũng sẽ méo thương xót. Thấy bị ảnh hưởng đến sống chết lúc này mấy người nhốt cùng liền lên tiếng xu nịnh. Đúng, đúng rồi Nhược Âm, tôi cảm thấy vị công tử này không giống người xấu, đi theo ngài ấy cũng không sao đâu. Đúng vậy, tôi cũng thấy vị công tử kia khí độ bất phàm, Nhược Âm hay là thử đi đi. Đúng đúng, chuyện này cũng ô sờ kê mà. Nghe xong những người từng đồng hành trên con đường khảo cổ nói như vậy, Tiêu Nhược Âm trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu. Sau một lúc cô ấy buồn bã nói, Giang Thần, tôi hy vọng cậu hãy sống thật tốt. Nhìn thấy mỹ nhân rời đi, Khứa Tóc Đỏ Ngưu Điền mặc dù không muốn, nhưng đứng trước ranh giới sinh tử hắn biết hắn cũng không thể nào xoay chuyển được chuyện này. Hắn bất lực ấp úng gọi tên Tiêu Nhược Âm trong tuyệt vọng. Nhưng trái ngược với Ngưu Điền, Giang Thần vẫn cố gắng níu kéo hét lớn. Nhược Âm, đừng đi. Thấy vậy Khứa Tóc Đỏ lại dựng ngược lên, đậu xanh rau má. Giang Thần khi này chạy với ra ngoài chửi lớn, đồ dâm dê đê tiện hạ lưu vô liêm sĩ, đừng chạm vào cô ấy. Thanh niên tóc đỏ đứng bên cạnh vẫn há hốc mồm kinh ngạc với hành động này của Giang Thần. Khi Tiêu Nhược Âm đã ra bên ngoài, Nhan Ngọc thấy Giang Thần vẫn còn lầy nhảy cố chấp thì vô cùng tức giận, những kim quang hắc ám đang không ngừng tỏa từ bàn tay của cô ấy ra ngoài. Nhan Ngọc hừ lạnh, con kiến hôi cũng dám làm càn. Nhan Ngọc chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, Giang Thần đã bị trưởng lực đỏ như máu đánh cho bẹp dí lên tường. Trông thấy Giang Thần như vậy, Ngưu Điền hốt hoảng gọi lớn, A Thần. Khi này Giang Thần như một quả bóng rơi cái phịch xuống nền thuyền, miệng không ngừng ho khụ khụ. Trông thấy cảnh như vậy những người bên cạnh cũng vô cùng hoảng sợ, bọn họ lớn tiếng cảm thán, không, Giang Thần. Vừa nói đến đây, cả ba người liền bị một luồng linh lực màu tím xiết qua cổ mà không thể thở được, bọn họ trợn trừng hai mắt nhìn thống khổ vô cùng. Khi này anh Cố mới lạnh lùng lên tiếng, mặc dù ta không phải là người xấu gì, nhưng ta không giỏi kiên nhẫn cho lắm. Mọi người vẫn đang không ngừng kêu rên, ụ, sao lại không thở được, cảm giác đầu như sắp nổ tung. Cố Trường Ca bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh như bằng đầy đe dọa. Vì vậy, tốt hơn hết là nghe lời một chút.
Sau khi Tiêu Nhược Âm đã ra ngoài đứng cạnh Cố Trường Kha, anh liền đánh giá Giang Thần rằng, lúc đầu ta còn tưởng là vận may của một vị họ Diệp nào đó, thể chất này nhìn cũng không ổn lắm. Sau đó nhìn sang Tiêu Nhược Âm mỉm cười thầm nghĩ, nhưng cô gái này có chút khác bọt. Sau khi đã xong mục đích của mình, anh Cố liền nói, ra khỏi đây thôi. Bên trong thấy Tiêu Nhược Âm bắt đầu di chuyển, Giang Thần vẫn cố gắng gượng hướng bàn tay ra thì thào. Nhược Âm, rồi sau khi nhìn thấy Tiêu Nhược Âm đã đi khuất, Giang Thần liền nắm chặt nắm đấm lại rồi căm phẫn trong lòng. Đáng ghét, mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đã kết thúc tập 171 của bộ truyện tranh Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.